tắm hả? Để thầy đi bộ nha. Ôi con đường đi vô này cả nhà, em lái xe mà em rung luôn á. Trời ơi con đường ở có sao đâu, có cao lắm giỏi lắm xuống ruộng chứ làm gì mà ôm chặt dữ vậy. Ôi trời ơi em nín thở luôn. Đi vô cái con đường đẹp quá, quay cho cả nhà coi. Một tay lái một tay quay phim cho cả nhà coi đó. Giờ tới rồi. Dạ? Dạ được. Còn vô tới đây là biết được. Hôm nay cô giới thiệu cho con hoàn cảnh nào vậy cô? Dạ. Em đứng đó được ha. Trời ơi, vịt quá trời nè em. Vì nó sợ vịt. Dạ, nó sợ vịt dữ lắm. Vịt đây, đôi vịt chim quá trời luôn. Em dắt chúng này ra nó hoàn cảnh của Dung là. Dạ, ăn chào bà. Dạ. Bà là mẹ của cái cô đó hả bà? Dạ. Đây con ghé thăm cô hả? Mà cô ở nhà riêng hả bà? À vậy hả? Chào cô. À là cái hoàn cảnh cô đấy á hả? Yeah. Trời cất cái chòi ở riêng vậy đó hả cô? Sống ở chung với ba mẹ luôn à? Tại vì nó bệnh đó con. Thì dạ. Không ở chung được nó la hét thì ông bà già thì bệnh dữ lắm là ngủ không được đó. Dạ. Nó ở ra đây thì mà nhỏ này ruộng nương không có nữa, khổ lắm, mần thuê mần mướn rồi cô thấy khổ quá. Vậy hả? Ừ. Cô cho hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô này năm mấy rồi? Năm mấy cô? Năm Ủa đây là sao? Mùi bao nhiêu? Sinh năm 57. Thấy không? À. Năm 7. Sinh năm 57. 57 là 6 mấy chứ? 5 63 chứ phải không? 57. 67, 67 chứ. 67 nếu mà 67 thì 53. Còn 57 thì phải 63. Ừ, là, cô sinh 67 hả? Ừ. Dạ. 53 tuổi rồi. Rồi chồng cô đâu cô? Chồng cô... thì đó tôi thôi rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi cô có mấy bé cô? Thì thằng này với nhỏ em nó đi làm á, đi làm ở người ta. Nghỉ hè rồi nó đi. Em là bao nhiêu tuổi rồi cô? 17 tuổi rồi, 16 tuổi rồi. 16 tuổi đi làm thuê hả cô hả? Nó đi làm với em mướn cho. Em mướn người ta mốt đi học. À vậy học lớp mấy rồi cô? 11. Học lớp 11. Dạ. À vậy. Bé học khá không cô? Cũng đỡ, nghe nói cũng được khá. Dạ vậy thôi mừng kể, cố gắng cho bé. Con cái ghế không Dung. Thôi con đứng được. Thôi con đứng được rồi mà. Rồi đây là bé này, bé đầu cô ha. Ừ, nó thằng lớn đó, nó nay hai mấy tuổi rồi đó. Hai mấy cô? Nó đẻ năm dần nữa, không biết nay nhiêu. Rồi dần cọp á, nay không biết hai mấy tuổi rồi. Dần chắc 22 tuổi quá. Đó. Dạ. Không nhớ luôn. Khổ quá đi hết biết. Giờ viết hết biết rồi. Giờ nó nhớ năm sanh nó thôi chứ. Sinh năm bao nhiêu? Năm dần á. Năm dần mà năm mấy? Năm 1900 mấy? Không nhớ luôn. Chứ đâu năm chắc năm 2000. Không biết giờ nhớ không nhớ. Không có đâu còn chắc năm 98 quá. À đúng rồi 98. Năm 98. Dạ. Đâu có nhớ rồi đâu. Rồi cô ra cô thấy khổ quá rồi cô nói để nhờ cháu cô giúp đỡ được cái gì giúp. Dạ cô có chị cô là người địa phương vậy thôi hả? Hay cô có bà con gì không? Không, cô ở địa phương cô thấy tội quá. Dạ. Cô ơi cho con hỏi thăm cái là cô là hàng ngày đi làm cái gì cô? Thì ai mướn gì làm nấy vậy? Ai mướn gì làm nấy vậy đó hả? Hiện nay không có tới mùa tao mới mướn. Cô đau hay sao vậy cô? Nhức đầu quá. Dạ, con cảm ơn bà. Ngồi ghế đi con ngồi đi cô, con đứng được rồi, con còn trẻ mà, con ngồi đi. Dạ, con ngồi đi, con ngồi đó nói chuyện, con đứng được rồi, con thanh niên mà có sao đâu, con ngồi đi. Thôi được rồi cô. Cô cho con hỏi thăm cô tên gì cô? Lê Thị Dung. Lê Thị Dung. Cũng nói tên mà không biết nữa thôi tao lại luôn. Con hỏi thăm cô buồn cô khóc hả?
nói tới là khóc à, vậy đó. À dạ con đoán vậy. Cô ơi, cho con hỏi thăm là cô anh em đông không cô? 8 người mà chết 2 người rồi. Còn 6. Dạ, rồi cùng ở vòng vòng đây hả cô hả? Chồng với vợ ở xa, cũng ở xa, cũng ở gần đây. Dạ. Hôm nay đi về đây gió quá trời luôn. Hay là dưới này ngày nào mưa gió vậy hả cô hả? Hay là hôm nay tự nhiên ấy đó chứ đâu có gió đâu. Dạ, tự nhiên hôm nay gió dữ luôn á. Hôm nay gió quá trời, nghe nó bão gì á. Dạ. Áp thấp nhiệt đới nó vô, mà vô ngoài miền Trung chứ đâu có vô trong mình đâu, mà sao mà nó quần thảo đó. Dạ. Cái này gió quá trời. Dạ. Còn đâu có gió dữ à. Cô đi có mình hả? Dạ hai vợ chồng con cô. Rồi em trai nó bị vậy, cô cất cái nhà ra ngoài này ha. Để mà cô cất bao lâu rồi cô? Nay cũng mấy năm rồi. Dạ. Là thấy hổm mua tấm ấy đó che lên đỡ. Tấm mũ á. Dạ. Chứ mưa cái nó dột. Cất lâu quá. Lâu rồi dính nó ấy là đỡ. Em nó sinh ra nó bị rồi hay là sao bị, vậy cô? Nó bị trong bụng mà. Cái đó là cái hội chứng vậy đúng không cô? Hội chứng đau vậy đúng không cô? À, đó là chứng đau đó con. Dạ. Sinh ra bị vậy rồi. Hồi đó là khổ với bà đâu có xăm gì, giờ ta xăm được hết. Hồi đó có bầu mang có đẻ đâu có xăm gì, khổ chết. Dạ. Phải chứ xăm rồi ta biết ta. Nhưng mà bé sau thì may mắn hơn nhiều rồi cô ha. À, bé sau nó. Hồi đó tính không dám đẻ nhỏ chơi nữa, cái hồi đẻ đại ta đẻ sự giống á. Dạ. Sự giống á. Dạ. Mà này mấy đứa này không phải chất độc da cam, nó bị bệnh đau gì đó. Dạ. Mặt cực hờ, không nói được. Không có nói luôn hả cô hả? Nghe mà nói không được. À. Vậy rồi lúc nóng lên ha, thấy nó không nghe thì được, còn này nghe nó nóng lên dữ lắm. À. Nóng lên là hét. Ở đâu dám ghẹo ở đâu. Ghẹo nó la hét dữ lắm. Cái tính nó nóng á đúng không? Nó nóng luôn. Dạ dạ. Bởi nó nói gì nói về không có nói. Nó la đã có lúc lặn cơn lên nó la. Nó xô xạo là đã đời cái nó nín. Có thường xuyên bị lên cơn không cô? Có, lâu lâu nó lên, lâu lâu cái tự nhiên nó la, trời ơi hết hồn vía luôn á. Là nó nói xô, nó nói gì mà nó la lớn lắm. Dạ. Là lãnh lót luôn á. Mà ban đêm không, bằng ngày không có á. Dạ. Ban ngày lâu lâu cũng có á, mệt lắm. Ban đêm không à. Còn ban đêm ha. Ban đêm nó ngồi nè, nó ngồi tới nào 9 10 giờ, 12 giờ nó chưa lên nữa. Cái nằm đây cái đợi nó con lên con không lên. Thì nào lên mới là lên ngủ mới ngủ được. Dạ. Một đêm đi mấy giác á. Hồi xưa là cô ở với ngoài luôn ha. Bây giờ ông bà ngoại cho cất riêng ra đây. Cái lúc trước á cũng ở trọng cái trời ơi, không ở được. Cái là quá trời ông ngoại ngủ không được. Dạ bệnh, ngoại 80 tuổi rồi. Cái ông la ông ngủ trời già giấc ngủ đã đời, mà nó la cái ghê lắm. Dạ. Nó la mình nói như ấy cũng được. Lãnh lót luôn á, là dạ. Lớn lắm. Chứ đâu có ai ngủ được đâu. Rồi đem vô đây đỡ. Cũng có lưng, có la mà cũng đỡ hơn chồng chút. Giờ thôi ra đây cái ở thấy giờ thôi cho nó ở đây luôn. Có khi con biết không, áo quần đâu có mặc, cô phải đi xin người này người kia cho mặc. Trời vậy á hả? Ừ, rồi đồ thằng bé đó nhiều khi cô thấy đồ bán ngoài đường, quần xà lỏng rồi đó cô mua. Đâu ta cho không? Cô mua cô cho. Mẹ nó cũng tội nghiệp quá. Dưới này cô đi làm thuê ngày được 100.000 cô. Ngày thì được 100 mấy hay lúc này thì được 30.000 tiếng. Dạ. Đó thì làm có 10.000 mà năm khi 10 quả người ta mới mướn một lần. Thì hỏi với nhà giữ nó thì đâu đi làm mướn cho ta được. À vậy hả? Vậy là nếu mà ngày cô đi làm thì ai chăm? Bỏ nó về chưa về cái tắm rửa không kịp thì bỏ tới chiều luôn. Dạ. Tới chiều 5 giờ 4 giờ về cái đầu lo tắm rửa ăn cơm, nhà ăn cửa cơm à. Đi mừng á. Chứ ở nhà thì giờ thì nó dậy rồi đó. Dạ. Vậy là đầu nó lo nó ăn uống là được hai cửa cơm. Còn hả thì làm nó bỏ luôn. Làm gì chưa về nó ngủ gì khi nó ngủ tới xế luôn. À dạ con biết là mẹ em này ngủ nhiều lắm. Cái bắt đầu ngủ hoài thôi giờ đi mần chứ hả lo nó đâu kịp giờ ta. Rồi nó có hay đi ngoài không cô? Đi ra ngoài chơi á. Không. Ừ vậy đỡ ha. Sáng giờ thì là chuẩn bị dậy thì dắt về trước á. Cho nó đi vòng. Còn hổm nó đi là tự nhiên để nó ngồi hoài luôn, cái cảnh nó đau. Cái gì hết hồn luôn, trời nó cưa giá trời cho nó đi được đi. Chứ mình nằm chỗ khổ nữa. Dạ. Cái tự nhiên uống thuốc vô giọng nói người ta bán thuốc uống được ngày hai ngày hết. Hết tới nay vô quảng hồn chắc đi lên trước tập thể dục. Nó ngồi hoài nó cẳng cống đó không? Cống cẳng. Đau. Đi không được. Kè không à. Cô ơi, cô với chú thôi nhau lâu rồi hả cô? Cũng hai năm mấy.
Một năm mấy hả? À. À, bây giờ một mình làm lo cho hai đứa con ha. Nhỏ kia nó phải nghỉ hè nè, con nó phải đi giữ em. Đi giữ em để kiếm tiền, đi học. Học lại, học vô học nè. Trời, vậy còn nghị lực giữ chứ, giỏi. Nó học cũng được lắm, học cũng khá. Dạ. Thì đáng cho nó học lớp nữa, giờ nó tới rủi rồi đi làm. Dạ. Thôi cho nó học lên đại học luôn chứ, nó học có năm nữa chứ lớp 12 uồn vậy. Lên đã... tiền đồng đôi đó tới đại học. Trời ơi, lên đại học nó từ đi học rồi, từ đi làm kiếm tiền đi học cô. Trời ơi, đóng tiền rồi, có đóng. Nói tới khóc được. Mình có hồ nghèo không cô? Không, hồi đó có thì cắt rồi. Sao cắt vậy? Không biết, giờ có thằng này có lương thôi. Ai biết trong cả. Em mới được 500 cô. 400. Mà sao hoàn cảnh cô vậy mà cắt hồ nghèo, cắt bao lâu rồi cô? Cắt này mấy năm rồi đó. Trời. Trước có hồ nghèo cũng đỡ lắm. À chắc hình như là đợt vừa rồi bên chỗ huyện mình nó lên nông thôn mới đó đúng không? Giờ ta cắt hết rồi. Nó vượt các cái tiêu chí đề ra đó. Ừ. Nó đưa ra các cái tiêu chí đó, giảm nghèo, giảm đồ á. Ừ. Đó quá trời nghèo gì quá trời, ai giờ ta cắt hết áo, giờ đâu có ai cho nữa. Để người khó khăn ta mới để thôi. Và dạ. Cả đời nêu đơn rồi đó. Dạ. Cái gì cũng con trẻ rồi cũng có thằng này thì cho mình là nước ta lo đó, nước lo cho tiền lương á, tháng được mấy trăm. Người ba ăn dịch đó, con út chừng nào bán? Vậy đó, chứ giờ giá cả gì nằm ì vậy thế. À, việc cô nuôi đó hả? Cô nhỏ em đó, để nuôi rồi chị chăm sóc đó, rồi mốt không có cho gì nhiêu cho. À. Chứ đâu có vốn rồi nuôi. Không có vốn rồi. Không có vốn luôn. Rồi đây cơm nước cô nấu sao mà có thấy bếp nữa vậy? Cô nấu chung với ngoài hả? Chung trọng á. Dạ. Xe chật quá. Dạ. Tối về đây ngủ. Nhắc đến là khóc. Tội lắm con ơi. Dạ. Cô ra đây cái tự nhiên cô khóc đã, cô đi về. Cái mấy lần cô mới điện con đó. Dạ. Cái hoàn cảnh khổ quá mà cô cũng lớn tuổi rồi, cô bệnh hoạn rồi, nhiều khi cô giúp gì được chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ cô đâu có giúp được đâu con. Đây có ai giúp mình được cái gì không cô? Đâu ở đây đâu có ai giúp. Ta cũng khổ con thấy cái vùng này. Cái vùng dưới này con thấy nó khô cằn quá hả? Đúng rồi con, lúa thấp rồi chết hết. Dạ, đất phèn chua mặn quá. Ai giúp đỡ. Thành ra hả, cô thì cô bị bệnh tiểu đường rồi cái mấy đứa con cô nó nuôi cô á, là nhiều khi lâu cho cháu bị thùng mì rồi này nọ thôi chứ cô cũng đâu có gì đâu giúp. Hoặc là áo quần xin người này người kia cho nó mặc bậy nó vậy đó. Anh em mình cũng khó khăn quá hả cô ha? Dạ có chọc dạ, tự ta không. Dưới mình có ruộng vườn gì nhiều không cô? Không có. Gì không có đủ. Tôi má bà có công hay công gì vậy? Giờ cũng con nói thấy gì trước đó. Chúa chết hết trơn. Dạ con thấy á. Rồi mà hai ông bà già thì đứa này mấy đứa con đứa cho ăn bữa vậy đi, ăn uống vậy thôi. Vậy lo chứ. Rồi nhỏ đó. Thì vô nấu cơm cho ba má và ăn ké phụ vậy thôi. Dạ. Cái đường mà dẫn vô hồi nãy thấy hai bên lúa chết hết trơn. Chết hết. À, đây nó phèn quá đúng không cô? Phèn mà phèn mà mặn nữa ha. Mà tới mùa nắng con biết không có nước xài nữa. Ồ vậy hả? Nó khô nước luôn. Quá trời dưới đây khổ lắm. Cái vùng này khổ quá ha. Khổ lúa chết rau giờ đâu ai muốn làm gì. Hồi đó đi làm chứ giờ lúa chết là rau đâu muốn gì nữa đâu. Làm xa luôn lúc trong động con biết phải nhiều khi mấy đứa em này cho ba má thì nó nấu ăn bậy vậy thấy rau đồ ví dụ như cá kho vậy thấy rau luộc chấm ăn bậy chứ cũng đâu dám ăn tại vì của cha mẹ mà ăn ké cũng đâu dám ăn đâu bằng được ngày nào thì ăn ngày đó. À, cái nhà che mấy cái bao cám con còi hổm chống về gió gió lợn đỡ rồi chứ đỡ cho mua rửa kính dạ rồi cho nắng nóng được ghẻ bà nó không có dột được rồi. Cô em trai của nhà mình tên gì cô? Đó con tên Tí. Tên Tí vậy hả? Chồng có tên Nguyễn Chí Tiến. Nguyễn Chí Tiến hả? Ở ngoài kêu tí dạ nhỏ lớn quen rồi. Dạ nhỏ gái thì đã thấy cái vùng này chán quá ha Thảo. Dạ. Thấy khổ quá ha con. Thì dân mình cái khu vực này còn khó khăn nhiều quá. Vùng sâu vùng xa. Giờ đỡ là khô giáo rồi đó, nước ngập quá. Dạ. Hình láng luôn. Giờ hàng đê đó con chứ lúc trước là nước ngập khổ đầu gối luôn. Ừ. Giờ mới hàng đê là nó đỡ rồi đó. Nhà ngập cửa ráo luôn. Mà nước thì cũng nước phèn nước mặn vô chứ đâu có phải nước ngon cô ha, đâu có phải phù sa ha.
thà mà ví dụ ngập vô mà phù sa vô thì nó cây trái nó tốt thì còn đỡ. Ừ. Ở đây con thấy không có trồng được cái gì luôn á. Dạ. Khổ. Con hồi này con đi vô rồi con thấy. Má trời, giờ khô ráo đỡ rồi đó, hồi đó khổ chết luôn. Ngập lũ gì đâu trời ơi. Giờ nó chứ cũng khô ráo đỡ. Sau này nó khổ từ đó giờ. Khổ từ lúc lấy chồng đến giờ hả cô? Ừ. Khổ hồi nhỏ nữa, khổ hồi nhỏ là lớn nè, giờ cha mẹ giữ em, giữ em đi mần mướn đã đời rồi, cái tới dừng có chồng gặp chồng trời ơi đất khởi thì khổ nữa. Dạ. Khổ nhiều nữa lắm giờ. Chồng ăn nhậu hả? Ăn nhậu trời không lôi đó. Đánh đập thành hạ. Bởi vì cái sao? Đi mẹ bỏ làm nào, ở dưới không chịu nổi. Dạ. Thành hạ hoài. Có đánh đập nữa hả? Anh không có đánh đập rồi, nhậu gì chửi không à? Đi ăn nhậu nhé, sáng nhậu chiều nhậu, hỏi chịu nổi rồi trời không đi. Vậy người phụ nữ thiệt thôi rồi mà gặp người chồng cũng tốt rồi thì thương vô. Ghê luôn. Phải gì vô phước. Giờ đó khổ còn chết, giờ có chồng cũng khổ. Số khổ từ nhỏ tới lớn. Số khổ khổ thì sẽ chết luôn. Khổ triền miên luôn. Nhưng không ấy. Có nhiều dành khổ hết. Bởi vậy. Bởi vậy có thôi. Nằm sáng nó đốn cái chuối về kìa, nó mệt quá trời cái nằm nãy giờ bánh tải điện á, nghe con bé nó ủa điện em nó đâu có điện thoại à cô không có điện thoại hả? Không cô biết xài đâu biết. Dạ. Không biết bấm chữ, luôn nữa không biết chữ này đâu điện thoại. Cô đây là ấp 3 hả cô? Ấp 3 con. Ấp 3 xã gì con quên. Xã Tân Phước Tây. Xã Tân Phước Tây hả? Huyện Tân Trụ. Huyện Tân Trụ tỉnh Long An. Hồi nãy con đi ngã nào con vô con đi con đi ngoài ngoài ủy ban vô con có biết đường đi đâu con gọi theo bản đồ con đi à? Vậy dạ. Cứ kêu cho địa chỉ là con gọi lên bản đồ thì họ chị máy nó chị con đi theo. Đi nhỏ em, tuổi rồi. Dạ con mới có 30 à. Nhỏ xíu. Nghe cái tiếng con là cô biết liền rồi, tại vì cô coi hoài ngày nào cũng coi hết á. Tiếng đó về nhà ấy dục gian cho mình. Xíu tuổi rồi. Dạ cô Dung ơi, thì hôm nay tụi con ghé thăm gia đình mình đó. Dạ dạ được rồi cô. Thì có bé Xuân Vi ở bên Mỹ á, có gửi biếu cho cô 2 triệu để cô có tiền trang trải ha. Vậy con dì cảm ơn ha. Dạ. Đây con gửi cho dì á. Mừng quá trời. Dạ. Dạ thì cũng con thì con đi làm vậy thôi, gì đừng có bỏ đó gì mất á, gì phải cất vô túi chứ, sao bỏ dưới đó người ta vô thăm người ta thấy thì sao. Thì biết được cái hoàn cảnh của gia đình gì đây cũng rất là khó khăn, cái vùng đất mình dưới này thì cũng đi làm kiếm đồng tiền nó khó khăn quá. Ủa vậy cái người con nói ha, nói người bên Mỹ là gửi cho ha. Dạ. Người đó gửi về lâu lắm rồi, gửi về cách đây mấy tháng rồi nhờ con chuyển á. Dạ. Của Xuân Vi á gì? Dạ. Vậy là người người bên Mỹ. Dạ. Giờ vợ ngoại hả? Dạ, hai vợ chồng con đi chung. Mấy đứa con rồi? Dạ chưa có, tụi con còn trẻ cho nên mới đi được chứ còn có bé thì chắc nhà, là nhà ở thành phố ở đâu? Dạ, con ở trên thành phố. Vậy thôi thì chắc con ghé thăm gia đình gì xong rồi thì bây giờ con đi tiếp ha. Giờ dạ. Đi đâu nữa? Dạ còn mấy hoàn cảnh nữa. Dạ. Giờ biết cũng biết đường nữa không? Dạ thì đường. Người ta cho địa chỉ thì con gọi thì con đi vậy đó. Giờ biết đường hết rồi vậy ấy ha. Dạ. Vậy gì cũng cảm ơn. Để khi nào. Vì cảm ơn Xuân Vi á. Dạ. Vậy thôi con đi ha. Dạ. Đi. Em nó đâu có biết là gì hả? Không. Vậy giờ lát là vậy cho ăn uống rồi tắm rửa. Dạ, thôi vậy con cảm ơn con nhiều quá trời. Đấy cả nhà, cái vùng đất mà của cô ở này mà lúa nó chết hết trơn, xà mà nó chết hết trơn thì đúng cô. Ôi xà đó, dạ. Xà mà nó chết hết rồi. Hồi nãy vô con nói xong mùa này trồng phèn, con thấy phèn không à? Đây cũng trồng cây gì được hết à cô ha? Nguyên cả cái cánh đồng lúa gì mà nó xà hết rồi mà nó mọc có chút xíu trong sát cái bờ tường vậy á. Phèn quá nó chết hết trơn.